Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Huyện Tuần Giáo. Trong chương trình hôm nay, sau nội dung phần tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung bài Xã Mường Thín nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 1, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện Tuần Giáo có các đồng chí thường trực huyện ủy, lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch, lãnh đạo chuyên viên ủy ban mặt trận tổ quốc huyện trực tiếp làm công tác bầu cử, thành viên dự kiến ủy ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo, các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Quải Tở, Quải Cang, thị trấn Tuần Giáo và tại điểm cầu 19 xã thị trấn. Đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt nội dung chỉ thị số 02 CTTU ngày 8 tháng 12 năm 2020 của tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai cuộc bầu cử, kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, công tác bầu cử được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Giai đoạn 2 từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2021. Giai đoạn 3 từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, trong khi các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử cần nhiều thời gian, công sức. Do đó, để đảm bảo thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần nêu cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm. Trước hết phải quán triệt sâu sắc trong toàn đảng, toàn dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, có đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn quan trọng trong toàn đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức về ý nghĩa cuộc bầu cử, về quyền, nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của mọi công dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước, pháp quyền, xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Các cấp ủy địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung yêu cầu, thời gian mà Ủy ban bầu cử tỉnh đã đề ra trong kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử. Các cấp ủy đảng, các ngành tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tuần Giáo tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026. Để đạt và vượt các chỉ tiêu
Ủy ban dân thị trấn Tuần Giáo đề ra các giải pháp phát triển kinh tế bền vững, tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng phù hợp hiệu quả, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp quản lý điều hành ngân sách nhà nước, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình dự án, đồng thời củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phấn đấu vượt chỉ tiêu nghị quyết kỳ họp thứ 10 khóa 20 đề ra. Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng và tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, thị trấn Tuần Giáo sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đã đề ra. Đổi mới công tác xây dựng đảng luôn được xã Tinh Phong quan tâm. Hàng năm xã luôn quán triệt và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đảm bảo dân chủ thật sự trong các hoạt động của đảng. Không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung trong sinh hoạt đảng, làm cho mỗi đảng viên phát huy vai trò trí tuệ của mình, giữ vững sinh hoạt chi bộ hàng tháng, duy trì giao ban giữa đảng ủy và các ban ngành đoàn thể. Thường xuyên thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống những tư tưởng độc đoán, chuyên đề cục bộ bè phái. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết xử lý những trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật, gây mất đoàn kết nội bộ. Thưa quý vị, quán triệt phương châm muốn chi bộ mạnh, trước hết tập thể cấp ủy, mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã có nhiều đổi mới trong sinh hoạt chi bộ đảng cơ sở. Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ ở huyện Tuần Giáo đều coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, sát với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, thời điểm. Đồng thời, phát huy dân chủ trong thảo luận. Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, góp phần lãnh đạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo huyện Tuần Giáo phối hợp đẩy mạnh cuộc vận động vì người nghèo, tất cả hướng về người nghèo với ý thức và trách nhiệm đầy đủ như trong các dịp lễ Tết, hệ thống mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể huy động mọi nguồn lực chăm lo giúp đỡ người nghèo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Với những việc làm thiết thực chăm lo cuộc sống của người nghèo trên địa bàn đã tích cực góp phần cùng các cấp, các ngành đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo tại địa phương. Huyện Tuần Giáo hiện có trên 5.000 đoàn viên thanh niên đang tham gia sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trên toàn huyện và có nhiều mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao như chăn nuôi, trồng rau, cây ăn quả với thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng một năm. Đặc biệt có nhiều mô hình đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tạo được những sản phẩm có chất lượng. Để giúp đỡ những đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, Ban Chấp hành huyện Đoàn Tuần Giáo cũng đã phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện ủy thác cho đoàn viên thanh niên nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, nhiều hội viên đã phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp các ngành. Thời gian qua, huyện Tuần Giáo luôn chú trọng thực hiện cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ và chuyên nghiệp. Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của địa phương, huyện Tuần Giáo đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Trung ương và tỉnh. Qua đó, đã tạo điều kiện cho các đơn vị địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với các nội dung trọng tâm trọng điểm. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Cơ chế một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt. Các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc được đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Nhằm bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, huyện Tuần Giáo đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường, không vứt rác thải bừa bãi, với sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.
cùng với đó phổ biến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, huyện Tuần Giáo còn triển khai phương án xây dựng lò đốt rác thải sinh học, có các phương án thu gom, tập kết, lưu trữ, xử lý rác thải, đảm bảo an toàn hiệu quả, tránh lãng phí và gây ô nhiễm, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2020 vừa qua, huyện Tuần Giáo đã triển khai thực hiện 6 cuộc thanh tra hành chính và một cuộc thanh tra trách nhiệm. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, tiếp tục triển khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức 187 lượt tiếp công dân thường xuyên, định kỳ với 206 người. Trong đó cấp huyện 62 lượt với 79 người và cấp xã tiếp 125 lượt với 127 người với các nội dung đề nghị phản ánh về việc tranh chấp đất đai, một số chế độ chính sách xã hội. Tiếp nhận 198 đơn, đơn đủ điều kiện thụ lý là 188 đơn, trong đó cấp huyện tiếp 87 đơn và cấp xã tiếp nhận 101 đơn, gồm 2 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo và 182 đơn đề nghị phản ánh. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn giải quyết theo quy định. Căn cứ kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Đảng ủy quân sự huyện, năm vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Triềng Đông đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn lực lượng vũ trang. Trọng tâm là tập trung vào đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất, đề cao dân chủ, xây dựng ý chí tự giác chấp hành pháp luật, khắc phục mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu, mất đoàn kết, những yếu kém trong giáo dục, trong công tác giáo dục chính trị tại cơ sở, luôn bám sát sự phát triển đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm cả về hình thức, nội dung và phương pháp giáo dục. Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, xã Quẻ Tở đã đưa ra các chỉ tiêu chính và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới đó là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng hoàn chỉnh, chuẩn hóa, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã. Mỗi năm giảm từ 5-6% hộ nghèo. Phấn đấu hàng năm có từ 85-90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 85-90% số tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có tổ chức đảng yếu kém. Phấn đấu 65-75% trường bản là đảng viên. Phát triển toàn diện văn hóa xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, không ngừng đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý cũng như dạy và học. Từ đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục. Các trường học trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tập trung đổi mới nội dung, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với từng học sinh. Bên cạnh đó, phòng cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, sắp xếp biên chế, hợp đồng, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên đúng quy trình, đảm bảo đủ giáo viên cho các đơn vị dạy học, giáo dục. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia đào tạo, nâng chuẩn, tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên tại chỗ để nâng cao năng lực thực tế. Đến nay, toàn huyện có 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác nên chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện Tuần Giáo từng bước được nâng cao. Quý vị và các bạn thân mến, phần thời lượng còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung bài Xã Mường Thín nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền và nhân dân xã Mường Thín đã nỗ lực hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí chưa hoàn thiện.
Ngay từ khi bắt đầu và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Mường Thín đã xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nên đã cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đồng thời, tích cực triển khai tuyên truyền, vận động đến người dân về ý nghĩa, nội dung của chương trình nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận nhất trí trong nhân dân. Trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có chất lượng gắn với nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất chăn nuôi ở địa phương và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Xác định tiêu chí hạ tầng giao thông nông thôn đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, chính quyền xã Mường Thín đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước, đồng thời huy động mọi nguồn lực từ phía người dân. Song song với việc triển khai đồng bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã Mường Thín đã tập trung chỉ đạo các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, từ đó nâng cao tinh thần tham gia, đóng góp, ủng hộ của người dân. Trong phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền xã luôn xác định sự ủng hộ đóng góp của nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào làm đường giao thông nông thôn của xã Mường Thín đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong cộng đồng dân cư, trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Nhân dân địa phương đã tự nguyện hiến đất làm đường, tích cực đóng góp kinh phí, vật tư, ngày công để nâng cấp, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên xã, liên thôn, nội đồng. Năm 2021, xã sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại. Để làm được, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Mường Thín ngày một đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết xã Mường Thín nỗ lực xây dựng nông thôn mới đã khép lại chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Huyện Tuần Giáo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.